Chào mừng cả nhà đến với kênh Sắc Vàng. Thì ngày hôm nay phía sau mình đây là một cái cây mai mà hôm trước mình có dịp đã giới thiệu với các bạn ha. Cây mai này là cây mai mà mình bứng ở giao lưu ở trong một cái vườn gần như là bỏ hoang đó các bạn. Thế thì sau cái thời gian thì tụi mình đem về. Rồi thì ngày hôm nay nó đã được an trí như vậy ha các bạn. Trong một cái bầu cũng rất là lớn, bầu đất cũng rất là lớn các bạn. Ở trên này thì tụi mình che lưới lại. Đến ngày hôm nay thì một số tất cả các cái chi là nó đã đâm mục hết rồi. Đó. Đây, ha. Nhưng mà cây này nó có một số cái mặt cắt mà nó cũng cái mặt trên của nó nè. Ha, mặt trên nó bị mục quá các bạn. Thế thì bọn mình tụi mình phải xử lý nó. Rồi chét keo lại để cho cái cây nó đẹp hơn, với lại thêm nữa là mình tạo điều kiện kéo da cái chỗ này cho nó tốt hơn. Xù quá chừng ha, hôm trước thì ở vườn nhìn chưa có rõ cái xù của nó, nhưng mà ngày hôm nay thì mình đã nhìn thấy rất là rõ rồi. Tại vì sau khi mình rửa ra thì những cái vết tích của nó bị che khuất bởi rong rêu đó đã lộ ra hết rồi ha. Cái cây này thì có một số cái mặt cắt đấy các bạn, nó mục, cái mặt nó mục thôi, nhưng mà mình kiểm tra rồi mình thấy là ở bên phần bên dưới của nó đó thì vẫn còn rất là tốt ha. Thì các bạn thấy là cái mặt này nó vẫn, cái phần gỗ này nó vẫn còn rất là tốt nè, mình chỉ cần cạo ra chút xíu thôi là mình thấy nó bên trong nó vẫn còn rất là tươi. Đó là cái điều kiện để cho tụi mình làm nó cũng nhẹ ha các bạn. Ban đầu thì mình nghĩ là nó phải sâu lắm, nhưng mà kiểm tra lại thì cái phần mà gỗ còn tươi đó thì nó không có sâu. Phần này ha. Đây nữa. À, thì tụi mình phải xử lý nó lại. Cái cây này thì hôm trước có người hỏi giao lưu bạn, nhưng mà mình chưa muốn giao lưu thời điểm này các bạn. Để mình xử lý cho nó ngon lành ha. Cây phát triển lại ok rồi, cái mình anh em nào muốn giao lưu thì mình cũng giao lưu luôn. Các bạn thấy không? Mới bốc lên cái là nó tới phần gỗ còn tươi nè. Gỗ này rất là tốt ha. Phần bên dưới này nó cũng trà tuột ha. Lá cũng to nè. Thì các bạn biết không, cái cây này hôm trước mình bứng về đó, mình đặt nó xuống là nó ra bông luôn các bạn. Tưới nước xong là qua ngày hôm sau là nở hoa luôn. Cây cằn cỗi vậy mà phía ấy thì nó rất mạnh. Các bạn biết đó, là ngày xưa thì mình trên thị trường chưa có các cái loại keo mà liền da các bạn. Nên là người làm vườn á là người ta lấy cái nước sơn người ta chét lên. À, rồi người ta còn chiếc bạc để dán nó lên. Nhưng mà các bạn biết không, cái cách làm như vậy đó nó không có đem lại cái hiệu quả tốt các bạn. Một số cây thì nó bị mục luôn này, nước sơn còn dính trên này nè các bạn. Nước sơn nó cũng có một cái tác dụng nhất thời của nó thôi. Thì cái phần này là nó ở phía trong là nó còn tươi, ở phía ngoài thì nó mục. Thế là nó có một cái chớn ở giữa này ha các bạn, nên là mình không có đục, mình không có đục sâu vô, mà mình chỉ cạo cái phần mà chết này thôi ha. Rồi cạo xong rồi thì mình chét keo lên. Rồi cái mấy cái phần mà đầu của cái phần da nè thì mình cũng rọc một tí thôi chứ cũng không rọc nhiều, để mình chét keo mấy tiếng thì mình tạo cái kích thích để cho nó keo nhau. Thank you.
ơi. Mình chế keo này lấp luôn cái phần mà nó có mấy cái rãnh mà nó khuyết vô trong này bạn. Lấp luôn ha. Đó. Lấp luôn, ngon lành. Các cái mặt cắt nó đã được gọt cách gọn gàng ha. Rồi được chế keo rất là kỹ càng. Hy vọng là trong cái thời gian gần thì cái cây này nó sẽ kéo da liền thật rất là mau. Và chúng ta có một cái cây thiệt là hoàn chỉnh ha. Rồi cuối cùng thì mình kính chúc tất cả các bạn luôn dồi dào sức khỏe và làm ăn ngày càng phát đạt nha.